Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách kết nối và đo nhiệt độ từ cái loại cảm biến hồng ngoại của Omron. Cảm biến này mình được một người bạn tên Hạnh ở lớp 97 DKC tặng. Cái cảm biến này theo cái datasheet của Omron thì nó đo được tới 400 độ C và cái khoảng cách khoảng 3 tấc đến 4 tấc. Phần hướng dẫn sẽ bao gồm những phần thứ nhất là đấu nối, thứ hai là hiệu chỉnh tín hiệu, thứ ba là cài đặt tiếp điểm. Bây giờ cái thứ nhất là sơ đồ kết nối, thì cái loại cảm biến này á nó có là 4 dây này, thì có 2 dây là cấp nguồn và 2 dây là ra tín hiệu. Thì các bạn coi sơ qua này, con PIC 152 nó sẽ có giao diện như sau. Ở đây á, cái cảm biến nó sẽ có dây nâu và dây xanh là dây cấp nguồn, dây nâu á, brown là dây nguồn dương, dây blue á, là nguồn âm. Tiếp theo là cái phần tín hiệu á, thì sẽ có ra 420mA, thì có dây gray xám và dây black là dương và dây gray là dây âm. Các bạn nhìn cái sơ đồ kết nối đó. Ở đây kết nối mình có là cái chân 18 là chân dương, nguồn dương 17 là âm, nguồn đây là 12V. Phần tín hiệu thì chúng ta có cái chân là 21 là dương, miliampe dương, và chân miliampe và chân vôn âm là chân số 4. Đây, nối chân dương, miliampe dương vào đây, miliampe âm vào đây. Tiếp theo là mình sẽ qua bước số 2, là mình sẽ chỉnh để cài cái ngõ ra cho nó phù hợp. Thì mời các bạn mình để cấp nguồn. Thì để mà cài đặt của nó thì đầu tiên mình muốn xem cái ngõ ra của nó trước. Chúng ta sẽ nhấn cái này nè, giữ khoảng 5 giây thì nó sẽ level 0. Level 0 là chỉnh input, chúng ta vào đây nhấn nút chuông OK. Input mình nó có nhiều ngõ lắm, mình chọn current, có nghĩa là ngõ vào dạng dòng. Chúng ta nhìn này, lượt qua cho các bạn coi nè, G nè, K nè, T, R, S, các cảm biến nhiệt độ, PT100 nè, millivolt, volt. Millivolt thì nó sẽ đo được khoảng là 50 mấy millivolt, mình dùng cho mấy cái điện trở sân cũng được. Volt này dùng 0 đến 10 volt. Ở đây mình chọn current là 0 đến 20 mA. Tiếp theo mình sẽ chọn cái resolution này là cái độ phân giải của nó, thì mình chọn đại là 0.1 đi cho dễ nhìn. Filter time khỏi, bỏ qua. Cái này nè, DSL các bạn cứ để cho mình 0, DSL mình cũng để 0 luôn. Đây là cái điểm thấp của ngõ ra cảm biến và hiển thị điểm cao. Điểm cao thì ở đây mình đang muốn vậy nè các bạn, mình muốn xem cái miliampe thực sự nó là ra bao nhiêu, nên mình chọn là 20 luôn. Có nghĩa là ngõ ra mình đã biết 420, thì mình muốn nhìn coi là nó thực sự lúc nào ra bao nhiêu miliampe luôn. Rồi, OK. Như vậy là ở đây mình là vào 0 thì hiện 0, mà vào 20 miliampe thì hiện 20 miliampe. Để chi vậy? Để mình xem cái miliampe thực sự của nó, để mình cân chỉnh đó. Đi mình thoát. Mình nhấn cái nút này nó sẽ ra ngoài. Bây giờ nó đang ra là 5,4 mA. Bây giờ mình sẽ làm một việc nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cân chỉnh nó. Thì bây giờ mình sẽ có cái này các bạn, có dùng nước đá với lại nước sôi. Mình bật nước sôi lên cái, trong thời gian đó mình sẽ cân chỉnh. Các bạn coi ở đây là mình chuẩn bị sẵn đó rồi, một cái miếng nước đá với lại một cái ống siêu tốc. Bây giờ mình để chỉnh cái không trước các bạn. Nguyên tắc của nó thì mình cũng biết là nó, mình để không độ thì nó khoảng 40 mA. Mình coi nè các bạn coi nè. Đấy. Như vậy mình có điểm thứ nhất là 4 mA là nó là 0 độ C. Bạn có thể chọn chỗ này là 0 hoặc 0.1 gì đó tùy mình, mà mình để lý tưởng mình sẽ làm cho đúng là 0 độ C thì ngõ ra là 4 mA. Rồi bây giờ mình phải chờ nước sôi, thì mình lấy cái điểm thứ hai nữa để mình lát nữa mình cài đặt. Rồi nước sôi rồi các bạn coi này, nhảy rồi,
Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ thử, mình sẽ thử đánh vào đây, mình coi coi nó được bao nhiêu nhé. Rồi, bạn coi là 7,4. Rồi, 100 độ C thì được 7,4. Rồi, tắt cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta cài cái điểm mình mới nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái menu của nó để mình làm việc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào level 0. Chúng ta xem là các bạn để nguyên cái này. Resolution để nguyên lại. Chúng ta sẽ chọn ngay chỗ DSLR là 0 độ C tại cái điểm ngõ vào ISCL 4. Ok. Tiếp theo DSCS của mình á, nó không phải 7,4 nè, chỗ này nè. Mình cân tạm 2 điểm thôi. Đây, 100 độ ở ISCS là 7,4. Các bạn coi, như vậy là bây giờ đang là 32 độ. À, chúng ta thử thử lại cái nước đá. Nó ra âm luôn rồi. Thì cái này do mình chỉnh sâu, các bạn có thể chỉnh sâu thêm một chút xíu ha. Rồi thì nó ra. Giờ mình qua nước sôi thử. 96. Nhưng mà nước sôi này bây giờ nó hơi nguội đi rồi, chín mấy độ cũng phù hợp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn cái cài đặt tiếp điểm, các bạn nhấn vào đây vào lại tiếp điểm ha. Các bạn vào cho mình level 1. Ok. HA là cái mức alarm cao là đang 75, các bạn để luôn đi cũng được. Hysteretic là 1. 75 xuống 74 nó trả lại thì là 1. Delay mode thì các bạn để HA luôn, là có nghĩa là đang quá quá mức thì nó sẽ tác động. Rồi, last hold bỏ luôn. Rồi chúng ta thắt ra ngoài. Bây giờ trên 70 độ thì nó sẽ tác động. Như vậy thì mình sẽ thử đưa vào cái ấm nước. Các bạn theo. 80 mấy độ là lên đi. Vô. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta có thể cài cho mình cái tiếp điểm dạng thấp. Thì muốn chỉnh cái tiếp điểm thấp, mình ví dụ là mình sẽ làm luôn các bạn luôn cái tiếp điểm thứ hai đi. Các bạn vô menu số 2 luôn. Ok. LA có sẵn nè. Mức low ha là nó là để là trừ 20, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái số này. Ta chỉnh cho nó là dưới 40 chẳng hạn đi. 40 thì tiếp điểm có số 2 sẽ đo. Rồi chúng ta thoát ra ngoài. Rồi mà bây giờ là đang 31 thì đương nhiên là dưới 40 thì tiếp điểm số 2 on. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử đưa lên thì ở bên này 78 hơn 75 thì tiếp điểm số 1 on. Rồi, như vậy là phần hướng dẫn của mình đã kết thúc. À, chúc các bạn sức khỏe, dồi dào và thành công.